lão thành của chiến khu D năm xưa có dịp gặp gỡ để ôn lại truyền thống của ngành trong chiến tranh. Đó là lý do của buổi họp mặt truyền thống quân dân y chiến khu D lần thứ 24 hôm nay. Về dự chương trình họp mặt, xin được giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Thủ biên, đồng chí Nguyễn Văn Tàu. Về phía lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh thành bạn, xin được giới thiệu đồng chí Huỳnh Văn Nhị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trưởng ban liên lạc quân dân y chiến khu D. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hữu Phước, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Về phía nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ, xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Bân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Xin được giới thiệu đồng chí Lê Minh Trọng, phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Tây Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Văn Quang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Văn Bé, giám đốc sở y tế Tây Ninh. Đến dự buổi họp mặt hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Văn Đương, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương. Về phía các đồng chí trong ban liên lạc quân dân y chiến khu D, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên trưởng ban quân y đoàn 22, phó trưởng ban thường trực. Xin được giới thiệu bà Trương Thị Hạnh, phó trưởng ban. Đến dự buổi họp mặt hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo văn phòng 2 Bộ Y tế, trưởng ban liên lạc quân dân y B2, trưởng ban liên lạc quân dân y miền, ban quân y quân khu 7. Các đồng chí lãnh đạo sở y tế, ban liên lạc quân dân y tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành của tỉnh Bình Phước và gần 400 đại biểu là cán bộ y tế lão thành cách mạng chiến khu D. Xin một tràng pháo tay để chào mừng tất cả các cô, các bác đã về lại Tây Ninh thăm lại chiến khu xưa.